Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ hai ngày 8 tháng 2 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2021. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng và dâng hương tại các di tích lịch sử. Sơn La tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Liên tiếp trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 2, Công an Sơn La đã bắt giữ các đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngay trong tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội của đất nước ta đạt được những kết quả khả quan, tiếp tục có dấu hiệu phục hồi, tạo đà cho việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm nay. Trên tinh thần phải tiếp tục điều hành vĩ mô tốt, ổn định, tạo niềm tin cả về kinh tế và y tế, quan tâm tận dụng thời cơ, tạo môi trường thuận lợi, thu hút dòng vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, Chính phủ tập trung các biện pháp chỉ đạo điều hành. Kết quả chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm 2021 tăng 0,06% so với tháng 12 năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 22,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 3,7% so với tháng trước. Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 21,9% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 45,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt kết quả tốt. Các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là tập trung quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, tiếp tục quyết liệt phòng chống kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là nhưng cũng không được hoang mang, triển khai các biện pháp mạnh mẽ kịp thời, đi trước thời gian với tinh thần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải tập trung chỉ đạo, chủ động quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, thực hiện nghiêm, đầy đủ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cùng với phòng chống dịch bệnh, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ vừa qua, bảo đảm ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân. Đồng thời, tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2021, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm, tiếp tục cải cách mạnh mẽ, tạo chuyển biến thực chất hơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục thúc đẩy, cởi mở hơn nữa, tạo thuận lợi hơn nữa cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài làm ăn thành công ở Việt Nam. Chúng ta cũng phải biết cách làm phù hợp để thúc đẩy sự phát triển. Kinh tế số là kinh tế ảo mà giá trị thực. Trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương ra đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc mạnh rất nhiều lần về kinh tế số, xã hội số và những đề liên quan. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu, bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, hạnh phúc. Sau Tết, phải bắt tay vào công việc ngay, có kế hoạch cụ thể để đưa người lao động trở lại làm việc kịp thời sau Tết, không để ảnh hưởng tới sản xuất, hoạt động kinh doanh. Các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền về thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Hôm qua, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã chúc Tết và tặng quà đối tượng chính sách, công nhân, người lao động tỉnh Sơn La. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đại diện một số doanh nghiệp. Về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành đơn vị của tỉnh. Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông khẳng định, năm 2020 tuy gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 và thiên tai, nhưng Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La với quyết tâm chính trị cao đã phát huy truyền thống văn hóa cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,08%,
GRGP bình quân đầu người đạt 44,1 triệu đồng trên năm, tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2019. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được tỉnh triển khai tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, các chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo được quan tâm thực hiện. Đặc biệt là công tác hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn với 3.881 hộ được hỗ trợ trong năm 2020. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là đối với người nghèo, gia đình chính sách, công nhân và người lao động. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chính trị xã hội ổn định, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt những kết quả quan trọng. Tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, hoạt động ngày càng đổi mới, hiệu quả. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực cố gắng và chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện và rất có ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong năm 2020. Nhấn mạnh việc chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương lớn và luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mong các đồng chí là phát huy cái tinh thần tự lực tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Thế mới gọi là Sơn La, truyền thống cách mạng. Nhưng muốn làm được cái điều này thì cái điều mong muốn nhất của chúng tôi là các đồng chí phải đoàn kết thống nhất. Có những cái rất khó khăn, ví dụ như là phát triển nông nghiệp, ví dụ như xây dựng hợp tác xã, ví dụ như phát triển cái cây ăn quả, thay đổi cái tập quán làm nông nghiệp từ cái sản xuất nhỏ lẻ sang cái sản xuất lớn, rồi sản xuất theo chuỗi, rồi sản xuất theo cái mô hình hợp tác xã. Đây là những cái mô hình rất là hay, có kết quả tốt, thì tôi cho đây là những cái kinh nghiệm rất là quý. Mà đây chính là những cái mà biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Và cái thứ tư thì đề nghị với các ông chí là các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân ấy, để phối hợp kiểm tra, rà soát công việc mà liên quan đến đón xuân vui Tết của mọi nhà, mọi người để làm sao có đủ cái điều kiện vật chất tinh thần đón một cái năm mới thật sự là an lành, mạnh khỏe, vui tươi, tiết kiệm và an toàn. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các ông chị. Về công tác xây dựng đảng, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Sơn La cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Sơn La tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao tặng 550 suất quà cho đối tượng chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Sơn La. Các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và đại diện một số doanh nghiệp đã trao tặng cho địa phương nhiều phần quà giá trị và hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La, dâng hương đền thờ vua Lê Thái Tông và một số di tích lịch sử trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh.
Tại đền thờ vua Lê Thái Tông, trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu của tỉnh đã dâng hương tri ân và tưởng nhớ đến công lao thống nhất Giang Sơn, xây dựng và bảo vệ đất nước của các bậc tiền bối, nguyện sẽ cố gắng tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đền thờ vua Lê Thái Tông và văn bia Quế Lâm Ngự Chế được xếp hạng di tích quốc gia năm 1994. Thông qua lễ hội, đền thờ vua Lê Thái Tông được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ tinh thần yêu nước của nhân dân, cổ vũ động viên mọi người thi đua lao động sản xuất và cũng là dịp để quảng bá giới thiệu tiềm năng văn hóa và du lịch của thành phố Sơn La đến với du khách thập phương. Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dâng hương đền thờ Bác Hồ tại quảng trường Tây Bắc, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác, người đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân loại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp các thế hệ người Việt Nam nguyện vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Tại nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La và nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương và thành kính tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tới điểm cầu các huyện, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế đã báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến 19 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2021, cả nước ghi nhận trên 2.000 ca mắc COVID-19, trong đó 1.111 ca mắc do lây nhiễm trong nước tại cộng đồng. Tại tỉnh Sơn La, hiện có trên 12.200 người đang theo dõi, giám sát, cách ly, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 11 người, cách ly tập trung 227 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên 3.350 người, hướng dẫn giám sát, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng trên 8.610 người. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 2021 đã lấy 402 mẫu xét nghiệm. Tính đến 21 giờ ngày 7 tháng 2, tổng số người được rà soát truy vết 9.980 người. Trong đó, người liên quan đến trường hợp dương tính tại tỉnh Điện Biên 1.764 người, F1 20 người, 607 người F2, 1.137 người F3. Tổng số người từ vùng dịch về 4.913 người. Tổng số người liên quan đến thông báo khẩn của Bộ Y tế trên 3.300 người. Qua rà soát đến ngày 7 tháng 2 năm 2021, tổng số người đi lao động và làm việc tại nước ngoài 910 người. Số người đi lao động tại các tỉnh khác 51.067 người. Chưa về tỉnh khoảng 27.097 người. Đối tượng là học sinh, sinh viên trở về địa bàn tỉnh trước Tết Nguyên đán trên 870 người. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên thế giới khi số ca mắc mới ở một số nước tiếp tục gia tăng. Và tính đến nay, thế giới đã ghi nhận trên 106,6 triệu người mắc và hơn 2,3 triệu người tử vong. Các quốc gia trên thế giới vẫn đang tiếp tục siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch bệnh này. Tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, 12 giờ qua có thêm 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam hiện có 2.005 bệnh nhân, trong đó có 1.115 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 422 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 83.104 người. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn thuộc ngành căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại địa phương, quyết định hoãn hoặc dừng tổ chức các sự kiện thể thao, tạm ngừng tổ chức lễ hội, hoạt động dịch vụ kinh doanh, karaoke, vũ trường, các hoạt động văn hóa tập trung đông người đối với các địa phương có dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế tại nơi tổ chức các hoạt động. Đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, song một số cá nhân cố tình trốn cách ly, khai báo y tế không trung thực, khiến việc chống dịch càng trở nên khó khăn. Các địa phương cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe để những hành vi này không tái diễn. Từ ngày hôm nay, nhiều tỉnh đã tạm dừng vận tải hành khách công cộng liên tỉnh để phòng chống COVID-19. Sau đây là thông báo khẩn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La về lịch trình di chuyển liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại địa bàn tỉnh Điện Biên.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, đêm ngày 2 tháng 2 năm 2021, nhà xe Thành Công bị kiểm soát 27B00455 chạy từ cầu Bạch Đằng, Hải Phòng về Điện Biên. Đến sáng ngày 3 tháng 2 thì đến Điện Biên. Theo thông tin, trên xe có khoảng 90 hành khách, trong đó có nhiều hành khách xuống dọc đường, suốt quãng đường di chuyển, trong đó có một số người xuống tại các điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La. Và đêm ngày 29 tháng 1 năm 2021, nhà xe Hùng Long biển kiểm soát 15B03657 chạy từ Hải Phòng về Điện Biên, trong đó có nhiều hành khách xuống dọc đường suốt quãng đường di chuyển, trong đó có một số người xuống tại các điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Điện Biên, ra soát và lấy mẫu xét nghiệm một số người trên chuyến xe, trong đó xác định có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La thông báo đề nghị các cá nhân đi trên chuyến xe hoặc biết thông tin về các trường hợp có liên quan đến phương tiện và các địa điểm trên khai báo với cơ quan y tế. Ngoài xe biển kiểm soát 27B00455, còn thêm một xe 27B00451 đi về từ Hải Phòng cùng nhà xe Thành Công. Tuy nhiên, qua kết quả truy vết không có trường hợp nào liên quan đến các hành khách đi trên chuyến xe 27B00455. Ngành Y tế Sơn La đã thành lập 4 đoàn công tác thực hiện điều tra giám sát truy vết thấy có các trường hợp liên quan đến các huyện Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu và thành phố Sơn La. Số liệu truy vết tính đến 6 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2021 với kết quả như sau. Trường hợp F1 gồm 13 người tại thành phố Sơn La 1 người, Thuận Châu 6 người, Sông Mã 2 người, Sốp Cộp 1 người, Mai Sơn 3 người. Hiện đã đưa 13 người này về khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố. Và trường hợp F2 có 271 người, gồm có Vân Hồ 10 người, thành phố 20 người, Sông Mã 107 người, Sốp Cộp 9 người, Mai Sơn 20 người, Thuận Châu 105 người, đã và đang ban hành quyết định cách ly tại nhà cho các trường hợp F2 này. Trường hợp F3 gồm 215 người, trong đó Vân Hồ 24 người, thành phố 101 người và Thuận Châu là 90 người. Mọi người dân có các thông tin liên quan đến phương tiện và hành khách trên chuyến xe mang biển kiểm soát 27B00455 di chuyển từ Hải Phòng lên Điện Biên đêm ngày 2 tháng 2 năm 2021 và xe khách biển kiểm soát 15B03657 di chuyển từ Hải Phòng lên Điện Biên vào đêm ngày 29 tháng 1 năm 2021, hãy chủ động liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ trong thời gian sớm nhất hoặc có thể gọi theo số điện thoại đường dây nóng 02123666115 hoặc 0904890198, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La, cung cấp số điện thoại những người tiếp xúc gần với mình. Bên cạnh đó thì thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV tại địa chỉ nCoV.vn hoặc thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa chỉ bluezone.gov.vn. Tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy của thành phố Sơn La cũng đã bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ và ma túy. Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố phối hợp với công an phường Tô Hiệu làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 9 phường Tô Hiệu đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Quảng Văn Hiêm, sinh năm 1999, thường trú tại bản Cụ, xã Trường Ly, huyện Thuận Châu, đang có hành vi tàng trữ trái phép 6,9 kg pháo hoa nổ và 1,15 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mua số pháo trên với giá 700.000 đồng tại địa bàn thành phố của một người không quen biết và ma túy để sử dụng trong dịp Tết. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng công an thành phố Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng, độ ẩm 55-98%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 15-25 độ. Thành phố Sơn La 14-25 độ. Mường La 15-28 độ. Mai Sơn 15-25 độ. Yên Châu 14-27 độ. Sông Mã 15-27 độ. Bắc Yên 16-24 độ. Phú Yên 18-27 độ. Mộc Châu 11-24 độ. Sốp Cộp 15-27 độ. Vân Hồ 11-24 độ. Thuận Châu 15-25 độ.